Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người tìm hiểu về một loài mà nó đã tuyệt chủng rất là lâu rồi mọi người nhé. Đó là loài khủng long. Thì như mọi người thấy thì trên tay mình đang cầm một con khủng long. Đây là một con khủng long mô hình làm đồ chơi mọi người nha. Con khủng long này thì nó có giá cũng khá là rẻ thôi mọi người. Đây mọi người nha, đây là combo khủng long. Con khủng long này nó có chất liệu là nhựa ABS cao cấp, bền đẹp. Kích thước là 18cm tùy mẫu mọi người nhé. Đây nha mọi người, trên tay mình đang cầm một con khủng long này. Chất liệu bằng nhựa các bạn ạ. Ở đây là nó có hai đầu phân chia nhau để mà nó vẽ và tạo hình các chi tiết cho nó chuẩn hơn ấy, nên là khi ở các con này nó có ở chia thành hai phần như thế này thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến chất lượng đâu mọi người nhé. Về màu của nó thì nó cũng khá là đa dạng màu của mình. Mọi người có thể tùy chọn mỗi loại khủng long khác nhau, màu khác nhau, tùy thuộc vào niềm vào sở thích của mọi người và của em bé nhé. Đồ chơi này cũng thích hợp cho trẻ em từ hai độ từ độ tuổi từ 2 tuổi trở lên nhé. Thân của nó cũng khá là mềm các bạn. Mình thì cũng không biết con này của nó thuộc cái giống gì nữa. Thuộc cái giống gì? Giống gì là giống gì ạ? Có nghĩa là cũng là một cái chủng tộc của khủng long nhưng mà nó thuộc về cái loại gì ấy? Khủng long ba sừng, khủng long bạo chúa hoặc là Wasia hoặc là cái gì đấy anh? Mình không biết là nó thuộc vào cái giống gì vì mình lướt Shopee mình không thấy được cái con này. Con khủng long trên tay mình đang cầm thì nó có cái màu hơi màu nâu các bạn nhé, màu nâu và pha cả kim tuyến đấy. Hello, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với channel YouTube của mình. Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về một sản phẩm đồ điện, đó chính là một cắm truyền. Con khủng long này thì nó không có chức năng đi được các bạn. Nó không di chuyển được. Đây là con này chỉ để dựng và để cho các con chơi thôi. Thì như các bạn biết thì rồi, thì con khủng long này nó tuyệt chủng rất là lâu rồi. Và mọi người cũng loài người xuất hiện sau nó sau rất là nhiều năm, nên là chưa ai biết được là khủng long nó có thật hay không nữa. Ở đây chỉ là mô hình để mô phỏng lại cái trí tưởng tượng của con người về một loài vật rất là mạnh mẽ và uy hùng thôi nhé. Khủng long thì nó cũng khá là có nhiều loại các bạn. Đây là đồ chơi mô phỏng cho trẻ em nhé. Xuất xứ của nó là đến từ Trung Quốc mọi người nha, Made in China. Đây là loại sản phẩm là mô hình động vật các bạn này. Chất liệu bằng nhựa nhé. Hình ảnh sản phẩm có kích thước và trọng lượng sản phẩm cũng như tên con vật. Bạn có thể mua con vật mình thích nha. Bao bì là đóng gói riêng này. Mọi người có thể mua ở các gian hàng
đồ chơi trẻ em này, nhà sách, hoặc là bạn có thể mua ở trên Shopee nhé. Giá thành của con này thì nó cũng khá là rẻ thôi. Nhưng mà người thấy thì như con này thì nhìn nó rất là mạnh mẽ các bạn ạ. Khi các bạn mua cái con này về thì các bạn có thể giới thiệu cho con được bạn là đây là một sinh vật rất là mạnh mẽ, uy hùng, có sức mạnh vô biên luôn. Kích thước của nó thì rất là to lớn so với các con vật thời nay của đang còn xuất hiện trên trái đất. Và cái con này thì nó đã tuyệt chủng từ rất là lâu rồi, không ai biết được hình dáng của nó như thế nào cả. Nên là đây là một cái mô hình mô phỏng về một cái loài đã tuyệt chủng rất là lâu, do trí tưởng tượng của con người đấy suy ra thôi mọi người. Với đường tiết điện dây dẫn hoặc là 2 x 0.15 mọi người, loại số loại dây là 2 loại đấy, đây là loại 2 loại nhé. Nhưng mọi người thấy thì trên tay mình đang cầm một con khủng long nhé. Nó có chất liệu là từ nhựa PVC các bạn nhé. Cấu trúc của nó là chia thành hai phần các bạn này. Mọi người có hiểu vì sao mà nó lại chia thành hai phần không ạ? Nó phải chia đôi con này ra để nó hoàn thành các nét hoặc là các điểm như kiểu là gân cơ này, nó làm cho nó giống như thật các bạn nhé. Khi làm xong thì người ta gắn nó lại thì cái vết nứt ở cái rãnh này nó cũng không ảnh hưởng gì so với chất lượng của con khủng long đâu. Đây. Được sản xuất rất là tinh chế mọi người ạ. Màu kết hợp của nó là màu vàng đất và màu nâu đất và màu nâu. Trong lưỡi của nó được tô màu hồng. Nó có rất là nhiều răng mọi người ạ. Đây chắc là họ khủng long ăn thịt nên là răng của nó rất là nhiều, rất là sắc nhọn nhé. Ở trên đây thì nó có một hàng vi gai các bạn này. Đây là cái hàng vi gai. Chân dưới của nó thì rất là to và chân trên của nó thì nó được tiến hóa thành giống như kiểu là đôi tay ấy ạ. Đôi tay của nó chỉ có 3 ngón thôi các bạn ạ. Anh cười cái chi ra. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo nha. Mọi người nhớ like và subscribe cho kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.